phi tần gốc Phi duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là ai? Vào thời Đông Tấn ở Trung Quốc, Đông Tấn Giản Văn Đế Tư Mã Dục 320-372 là người có ngoại hình cao to tuấn tú, dũng mãnh kiêu hùng. Ông được biết bao người con gái đem lòng ngưỡng mộ, si mê. Dù ngoài mặt mạnh mẽ nhưng Tư Mã Dục luôn nghi ngờ khả năng đàn ông của mình vì có nhiều thê thiếp nhưng mãi mà chưa có con. Sau đó, Tân An công chúa ra đời đã giúp ông bỏ đi hoài nghi này. Theo sử sách Trung Quốc, Tư Mã Dục từng có 3 người con trai nhưng đều yểu mệnh chết sớm. Vì thế, ông tìm đến một thầy tướng số nổi tiếng để hỏi xem người nào có thể sinh con trai cho mình. Trong công cuộc tìm kiếm, Lý Lăng Dung đã lọt vào mắt thầy tướng số và khiến ông thốt lên, đây mới chính là người phụ nữ có thể làm mẹ của bậc đế vương. Thế nhưng, Lý Lăng Dung chỉ là một nô tỳ thấp kém, diện mạo xấu xí khó coi vô cùng. Sử sách miêu tả bà có dáng người cao to, nước da đen khỏe khoắn, tóc xoăn, gốc gác thuộc tộc người Lâm Ấp. Đây là tộc người từng sống ở Ấn Độ, Trung Đông và miền Nam châu Phi nhưng đến Trung Nguyên từ khi còn nhỏ. Dù không hài lòng nhưng vì đại cục nên Tư Mã Dục vẫn nghe theo thầy tướng số. Không phụ sự kỳ vọng của vua, Lý Lăng Dung nhanh chóng mang thai. Năm 362, bà sinh hạ vương tử Tư Mã Diệu, 2 năm sau bà sinh vương tử Tư Mã Đạo Tử và cuối cùng là Dương công chúa. Năm 371, Lý Lăng Dung được phong làm thục phi ngay sau khi Tư Mã Dục lên ngôi vua, lấy hiệu là Giản Văn Đế. Dù không được làm hoàng hậu nhưng khi Tư Mã Dục qua đời, con trai bà là Tư Mã Diệu khi đó mới 10 tuổi lên ngôi hoàng đế. Bà được lên làm hoàng thái phi. 20 năm sau, bà được suy tôn làm hoàng thái hậu. Dù không được đánh giá cao về nhan sắc nhưng Lý Lăng Dung lại được nhận xét thông minh và khéo léo. Bà đã hóa giải mâu thuẫn của hai con trai, giúp Đông Tấn thoát khỏi cảnh nội chiến tranh giành ngai vàng. Năm 400, Lý Lăng Dung qua đời, hiệu là Văn Thái Hậu, chôn cất tại Lăng Tu Bình.